Vâng, xin nhiệt liệt chào đón tất cả quý khách hàng thân yêu trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh bán hàng của Ba Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ. Và ngày hôm nay thì trước màn ảnh nhỏ quý anh chị, Ba Tư Phan sẽ trân trọng giới thiệu với quý anh chị một mẫu xe mới cập bến tại cửa hàng, một chiếc xe mang phân khúc hạng A. Quý anh chị có thể quan sát thấy ngay một chiếc Hyundai i10 được sản xuất năm 2019, phiên bản số tự động với động cơ làm việc, dung tích động cơ làm việc của chiếc xe là 1.2. Thì quý anh chị có thể quan sát ngay phía ngoài thân vỏ tổng thành của chiếc xe mang một lớp sơn màu đỏ cực đẹp luôn quý anh chị nhé. Cam kết với quý anh chị một chiếc xe với tình trạng xe sơn zin còn cả xe, 4 lốp theo xe, lốp sô cua chưa hạ, một chiếc xe siêu lướt siêu đẹp đã có mặt tại Ba Tư Phan. Và hiện nay chiếc xe này đang chào bán cho quý anh chị với mức giá cũng cực kỳ hợp lý thôi, 380 triệu đồng quý anh chị đã sở hữu ngay một chiếc Hyundai i10 phiên bản số tự động siêu mới siêu lướt này. Và tổng thành của cái chiếc xe thì quý anh chị có thể quan sát thấy được ngay, và như cam kết của Ba Tư Phan bằng văn bản, một chiếc xe không đâm xô tai nạn, không thủy kích ngập nước, máy số zin để quý anh chị có thể thấy được ngay. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết từng chi tiết nhỏ một để quý anh chị có thể khám phá chiếc xe nó còn mới còn đẹp sau hơn một năm sử dụng, nó còn để lại được những giá trị như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ tiến vào phần nội thất của chiếc xe. Với một chiếc xe sau hơn một năm sử dụng thì chắc chắn là không cần phải bàn nhiều về chất đẹp của xe, đúng không ạ? Nội thất đây quý anh chị có thể thấy cực kỳ mới và đẹp luôn, chưa một vết xước nhỏ trên bề mặt táp lô táp ly. Bộ ghế da lỉ nguyên bản theo xe, đây là da và lỉ ở phần đệm ngồi là phần lỉ quý anh chị nhé, phần lỉ nguyên bản, và đây là da nguyên bản theo xe với một chiếc xe siêu mới siêu đẹp như thế này. Và phía trần thì được chủ nhân độ lên một cái trần màu ánh vàng 3D cực kỳ sang trọng, và vào chiếc xe cảm giác rất là rộng rãi thoải mái với một cái trần lỉ 3D như thế này, cực kỳ sạch sẽ khi chúng ta vệ sinh bảo dưỡng rồi. Đấy. Và đi sâu vào chi tiết thì quý anh chị có thể thấy phía vô lăng đây, quá mới quá đẹp phải không ạ? Cần số cũng vậy, cần số tự động rất mới rất đẹp luôn. Đề lỗ thông minh start stop đã có trên chiếc xe, và chủ nhân đã độ lên một cái màn hình Android cỡ lớn giữa trung tâm điều khiển rồi. Đấy, màn hình giải trí cực kỳ hiện đại với cái màn hình Android này. Phía gương chiếu hậu phía trong thì đã được trang bị gương chống chói chống lóa. Đó, rất ok, nội thất quá đẹp, bề mặt táp lô đây rất mới luôn, tất cả tình trạng nguyên bản nguyên zin. Đó, ra bề mặt táp ly thì phía táp ly cánh lái được trang bị những cái phím bấm gương kính chỉnh điện cụm điện tự động, đã được chủ nhân độ lên các viền bao mạ rất đẹp. Đó, rất mới và đẹp, tất cả tình trạng nguyên zin luôn. Chúng ta sẽ tiến về hàng ghế phía sau cũng vậy thôi, gần như hàng ghế phía sau ít ngồi, rất ít ngồi luôn quý anh chị có thể thấy ngay, đúng không ạ? Và mới đét luôn, mới căng, 2019 đúng là đánh giá một chiếc xe gọi là siêu lướt rồi. Đó là tình trạng toàn bộ cái nội thất của chiếc xe, quý anh chị có thể khám phá thấy ngay, rất đẹp. Với giá tiền hiện nay chỉ có 380 triệu đồng thôi, quý anh chị sở hữu một chiếc Hyundai i10 phiên bản sedan màu đỏ, đồ rất đẹp luôn. Đó, đấy là phần nội thất của chiếc xe. Và phía bên ngoài thì chúng ta có thể khám phá ngay, đầu tiên là một cái dàn lốp la răng. La răng ở đây đã được lên độ lên la răng phay xoắn. Đấy, rất đa chấu luôn, đa chấu kép, rất đẹp. Và dàn lốp nguyên bản theo xe, dàn lốp theo xe còn cực kỳ mới, xe mới chạy được có trên 2 vạn thôi, cực kỳ mới luôn. Với cái dàn lốp nguyên bản 2020 đây, quý anh chị có thể nhìn thấy đây. Đấy, tuần thứ 02 năm 2020, quá ok, 4 quả lốp như nhau, rất mới rất đẹp, đúng không ạ? Đó, dàn lốp trước đây cũng vậy, nguyên bản hết quý anh chị nhé. Rồi, đi vào chi tiết, các cái chi tiết khác là chúng ta sẽ khám phá về chiếc xe, về phần sườn của chiếc xe, phần đầu của chiếc xe có bị tác động ngoại lực bên ngoài hay không. Thì đầu tiên quý anh chị có thể nhìn ngay được đến những cái phần keo chỉ của từng những cái cánh một, rồi là các cái đường dập lổi ở đây. Đó, chưa hề bị biến dạng một chút nào cả, tất cả tình trạng nguyên zin, bao cam kết cho quý anh chị chưa hề tháo lắp một con ốc nào cả, rất đẹp,
thực sự một chiếc xe mà siêu lưới siêu lướt siêu mới mà đã về đến tại Ba Tư Phan. Chủ nhân còn rất là cẩn thận, kể cả ở những cái ốp viền khóa cũng được trang bị những cái ốp phía bên ngoài để bảo vệ cũng như là làm mới làm đẹp rất ok. Đấy, các cái tem mác số VIN nguyên bản. Đấy, các cái con ốc bản lề rất đẹp như thế này, tình trạng là như vậy. Cánh sau cũng vậy thôi. Đấy, tất cả keo chỉ, mất một phần keo chỉ nào thì quý anh chị có thể là trả lại xe khi mà không đúng như lời tả, cũng đúng như cam kết của Ba Tư Phan quý anh chị nhé. Đấy, nhấn mạnh quý anh chị như vậy. Rồi, đấy là phía bên lái. Rồi, chúng ta sẽ tiến vào phần cốp sau. Cốp sau của xe đây rất mới luôn, cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Khe máng nước, tất cả các cái đinh táng của nhà sản xuất còn nguyên bản hết. Phần đèn cũng vậy thôi, sáng choang luôn, rất ok. Lốp sơ cua chưa hạ thì đây, cho quý anh chị xem luôn, rất mới luôn. Đây, quý anh chị có thể thấy luôn, lốp sơ cua chưa hạ luôn. Đấy, một cái cốp quá mới quá đẹp, đã được trang bị dán chống ồn rồi. Rồi, phần gầm của xe thì sao? Đây, phần gầm của xe cho quý anh chị theo dõi luôn, rất mới luôn nhé. Đó, gầm của xe rất là sáng luôn, rất đẹp. Đấy, hộp bô cũng vậy, còn rất là sáng và mới luôn. Và với chiếc xe như thế này đã được trang bị cảm biến lùi đúng không ạ? Các cái chấm ở đây, đây chính là cái hệ thống cảm biến khi chúng ta lùi, có ngoại lực phía sau, có vật cản phía sau, nó sẽ thông báo cho chúng ta biết là chúng ta đã lùi gần đến vật cản. Cái đó là cảm biến rất là hiện đại và rất an toàn khi chúng ta tiến lùi đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Đấy, quá ok, một cái cốp rất đẹp, một cái gầm rất mới. Phần đèn cũng vậy, rồi là tất cả những cái đường ghép lối này. Đấy, rất là khớp khít, khít liền với nhau, rất đẹp luôn quý anh chị nhé. Một cái bộ la răng quá mới đúng không ạ? Không một vết xước nhỏ, la răng phay, đa chấu kép, tuyệt vời luôn. Một cái dàn lốp nguyên bản theo xe, quá ok. Đây, phía bên phụ thì quý anh chị có thể đánh giá được ngay, cho quý anh chị xem một cách chi tiết nhất. Rất đẹp, chủ nhân cũng rất cẩn thận đúng không ạ? Mỗi cánh cửa đều dán chữ open. Đấy, mở đấy ạ, và đóng. Rồi, ở phía tay lắm cửa thì cũng được ốp những cái thanh mạ chrome, làm cái bề mặt trang trí cũng như là bảo vệ đúng không ạ? Tránh xước sát, rất ok. Cánh trước bên phụ đây cũng vậy, quý anh chị có thể quan sát từ những cái đường chỉ, từ những cái đường dập lồi đúng không ạ? Chưa hề bị biến dạng. Zin 100%, khẳng định với một chiếc xe như vậy 380 triệu đồng mới với một chiếc xe gần như là chưa chạy hết lốt đa, quá đẹp quá mới như thế này. Đó. À, sổ hướng dẫn sử dụng nguyên bản luôn, rất đẹp. Hyundai i10, một mẫu xe sedan được đánh giá rất cao trên thị trường hiện nay. Đấy. Và ở phía tay lắm cửa phía trước thì cả hai bên đều được bố trí cái cảm biến mở cửa tự động. Đây là phím bấm cảm biến mở cửa tự động. Đấy, chúng ta không cần động vào chìa khóa, đứng gần, khi cầm chìa khóa đứng gần, bấm vào đó là chúng ta sẽ mở được cửa. Rất ok. Trên gương chiếu hậu thì cũng đã tích hợp cái giải LED sinh nhan rất đẹp như thế này. Đấy, sinh nhan được tích hợp trên gương, một cái giải LED sinh nhan rất ok. Bốn xung quanh viền cánh cửa thì đã được trang bị ốp những cái thanh mạ chrome rất bắt mắt, rất trang trí, làm nổi bật chiếc xe lên rất là nhiều. Rồi, ở phía trước cản trước thì sao? Quý anh chị có thể quan sát ngay, đầu tiên thấy phần đèn. Đầu tiên là phần đèn của xe sáng trong như một viên pha lê luôn, được trang bị những cái giải đèn led ánh sáng rất đẹp. Đấy, ở phía đèn gầm đấy cũng vậy, sáng trong luôn. Mặt cản trước của xe, ở phía trước mặt cản trước của xe thì được chủ nhân đã độ lên những cái giải đèn led ánh tự động ánh sáng ban ngày đây này. Đấy, sinh nhan luôn này, rất ok. Và chúng ta sẽ tiến lại gần cái khối động cơ của chiếc xe. Tất cả tình trạng nguyên zin, kể cả những cái miếng ni lông, miếng nhựa bao bọc các cái hộp điện này,
rồi là ở cực dương bình ắc quy này cũng được trang bị này. Còn máy móc thì đương nhiên là cam kết quý anh chị rồi, một cỗ máy siêu sáng, siêu mới, siêu đẹp, tất cả tình trạng nguyên zin 100% của nhà sản xuất, quá ok luôn đó. Quý anh chị để thấy được ngay đúng không ạ, quá đẹp, siêu mới siêu đẹp. Tình trạng thì đây, các cái phần tai, cabo, tất cả nguyên zin của nhà sản xuất, chưa một vết tác động ngoại lực bên ngoài, chưa một vết cờ lê mỏ lết động chạm gì cả, quá ok. Toàn bộ tổng thành của chiếc Hyundai i10 vừa rồi đã thông tin đến quý anh chị một cách chi tiết nhất. Đó. Đóng cửa lại, quý anh chị ngắm nhìn một chút thêm một phần nữa bên sườn của chiếc xe, tất cả những cái đường dập lổi chạy xuyên suốt dọc từ phần đầu sang phần đuôi, tất cả nguyên bản 100%, chưa hề bị sọc sạch, đấy, chưa hề bị biến dạng, zin hết 100%. Đấy là phía sườn bên lái, chúng ta sẽ tiến sang sườn bên phụ cũng như vậy thôi. Đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Quá đẹp, quá mới. Sơn zin gần như còn 100% cả xe luôn, cam kết quý anh chị như vậy, quá đẹp nhé. Đó. Và chúng ta sẽ đi ngắm nhìn một phần nội thất một chút nữa. Quá đẹp luôn. Phải không ạ? Quá xuất sắc. Với một chiếc xe Hyundai i10 tình trạng nguyên bản, quá mới và gần như là trong hãng ra, thiếu mỗi cái ly lông và cái hộp nữa là như trong hãng ra. Đấy. Quá đẹp như thế này. Hàng ghế phía sau cũng vậy thôi. Rất mới và đẹp. Trần 3D nhìn như rất sang trọng, quý anh chị có thể thấy được, để ý đúng không ạ? Rất sang trọng luôn, rất đẹp. Đấy. Ok. Thì vừa rồi quý anh chị đã cùng Ba Tư Phan đi khám phá chi tiết một mẫu Hyundai i10 được sản xuất năm 2019, phiên bản số tự động, động cơ làm việc là 1.2. Rất đẹp, rất mới và hiện nay chiếc xe này đang được chào bán tại Ba Tư Phan với mức giá 380 triệu đồng cho quý anh chị và bao rút hồ sơ cam kết về an ninh pháp lý, sang tên đổi chủ, không phạt nguội, không tranh chấp. Đấy là điều tiên quyết khi chúng ta sở hữu một chiếc xe. Và mọi thông tin liên hệ quý anh chị có thể điện thoại theo những số điện thoại in trên tiêu đề hoặc về tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương để chúng ta tìm mua mẫu xe này nhé. Một nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi đoạn clip vừa rồi và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video clip tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.